Hello các bạn, tối nay chúng ta sẽ quay trở lại với cất tập hàng tuần trên fanpage của ABC36 Gaming. Xin chào mọi người, chúc mọi người sẽ có một ngày chủ nhật vui vẻ. Xin chào. Xin chào anh Katizak Đức Hoàng, chào Mr. Dương, chào Quang Huy, chào Minh Hoàng Hoa Phê, chào Tiến Thiên. Xin chào Hoàng Kim, xin chào bạn Thanh Duy, chào Bắp Em, xin chào bạn Dương Văn Hà, xin chào Ngọc Bình, chào mọi người, chào Sức Hằng, xin chào Phạm Tuấn, xin chào bạn Queen Sobit, chào Ngọc Lợi, xin chào Queen Kiên Sweet, chào Phan Thiên Tuệ, chào Minh Hùng, xin chào bạn Đăng Bảo, chào Thiên Dượng, ok, và xin chào tất cả các anh em. Hôm nay anh em đã sẵn sàng chưa? Thì chúng ta sẽ đến với cả hiệp thi đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Hiệp thi đấu cướp vào tầm trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào mọi người, chúc mọi người sẽ có thời gian vui vẻ trên fanpage của ABC36 Gaming. Chào Hà Văn Hiếu, chào xin anh Đường. Rồi, ok mọi người, thì chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên. Thì không biết mọi người sẵn sàng chưa? Cướp tầm hàng tuần thì được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần. Vâng, vào lúc khoảng tầm 9:30 trên fanpage của mình. Thì chào anh Nguyễn nhá, rồi chào Hữu Nam, chào Minh, có cướp mà chị đang cướp đây thì đang hỏi là anh em sẵn sàng chưa? Ok, để cái này cho anh em biết là cướp phát. Chắc là thôi, chắc là mình chỉ đọc ID pass nhỉ, cho anh em vào cho nó nhanh nhỉ. Ai chậm chân thì người đấy chịu thôi, chứ biết làm nào bây giờ. Ông tí lại hỏi là, ui sao vào phòng nhanh thế. Ok, mình sẽ để lại ID một khẩu phòng trong màn hình này cho các bạn. ID phòng chúng ta là 807-0105. Một khẩu phòng chúng ta là 111. Mình sẽ nhắc lại ID phòng chúng ta là 807-0105. Một khẩu phòng chúng ta là 3 con số 1 cho mọi người. Nên là các bạn ơi, số lượng người không có nhiều đâu. Tám không bảy không một không năm bắt chúng ta là 111. Vâng, xin nhắc lại ID phòng chúng ta là 807-0105, bắt phòng chúng ta là 111. Lâu thế nhở? Vâng, 89 người. Hôm nay hình như là hơi lâu một tí. Mọi khi vào là còn nhanh. Hôm nay hơi lâu, hôm nay mất 1 phút rồi chưa thấy full phòng. 94 người, 97 người. Và full phòng mọi người nhá. Kiểm tra một tí nhá mọi người, anh có vấn đề gì không để mình còn biết, để mình còn điều chỉnh, nhỡ chẳng may trong phòng mà có quái vật với cả siêu nhân là mình phải kích ra. Đồ xịn quá nhỉ. Chín mươi chín người, chắc là chúng ta sẽ đến điều đầu tiên nhá. Vâng, chúng ta sẽ bắn vào trong map sự kiện. Đấy cơ. Và luôn, đừng có mất thời gian. Trong nhân gian có hai điều không thể sống, một là khi say hay khi đã yêu ai rồi. Những lúc ngồi đợi chân này ở đâu mà ra, cô đơn này ở đâu mà ra. Trong nhân gian có hai điều tôi muốn biết, một làm sao quên hay anh đã yêu ai rồi. Ok, rồi xong chúng ta sẽ vào quan sát luôn. À không, không sao, vào quan sát thì vẫn xem được thôi. Chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay.
Vâng, team nào giành được top 1 trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được phần quà vô cùng giá trị, đó chính là 2 tỷ đến từ ABC 36 Gaming. Vâng. 2 tỷ. Vẫn là những cái tên khá quen thuộc trong làng đá chim bằng hi chào cậu. Ta Victor. Ủa, có cả tên là Ta Victor cả. Và cái map sự kiện này chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Ngoài ra thì trong phiên bản update này thì map sự kiện sẽ được update tên cả skill. Thì không biết các nhân vật, các player chúng ta sẽ sử dụng skill như thế nào đây. Thì mình đoán là một team có ít nhất cho mình đó chính là một skill gọi xe có khả năng đoán trước bo, đoán trước vòng bo. Hai tỷ là 200 đồng em, à 200 nghìn em, hai tỷ là 200 nghìn mọi người nhá. Vâng, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có một cái đường bay từ khu vực Starbur Stevani và kết thúc tại Sot SOS Novotka Milita G7 G3 xe. Vâng, như vậy với đường bay như thế này thì chắc chắn những khu vực ở Jetaja là hình như là có cho mình đó chính là một chỗ đáp này, có cho mình một khu sự kiện này. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Đây là vị trí của team số 3 gồm có HA Minh Xoe 003 các M cũng như là Tunic. Trong khi đó thì đây thì đang bắt đầu có bắn nhau. Vâng, phải chỉ hơi lag một tí vì đây nó không đang có quá đông người. Có cho mình một khẩu AK. Rất nhiều team số 10 đã có hai anh viên ở trên máy rồi. Trong khi đó thì ở bên dưới kia thì có một thành viên của team số 10 đang ở bên dưới. Có vẻ như skin mua súng vẫn đang một trong những skin khá được ưa chuộng khi rất nhiều các player nhảy lên trên mái để có thể bắn từ trên hoặc bắn xuống. Team số 10 vẫn đang đủ 4 thành viên. Trong khi đó thì đây team số 11 chúng ta thì đang có cho mình 2 thành viên. Bắt được vào vị trí của một thành viên của team số 16 ở bên dưới kia, ở bên dưới này còn có 2 thành viên của team số 1 nữa. Vâng, hai anh em ngồi cực kỳ đoàn kết. Thằng anh ngồi trước, thằng em ngồi sau. Ta cùng chờ đợi xem. Có thể nói bắn ở đây khá vui. Lúc này chỉ còn ở trong khu vực sự kiện này chỉ còn đây tạm gọi là khu vực sự kiện ở Sevani thì chỉ có cho mình đó chính là ba team. Vâng, ba team đó chính là team 11, team 1 và team số 10. Còn các thành viên của team số 15 và các thành viên team 6 có vẻ như đã hoảng gần hết rồi. Đây là về vị trí của bầy gà. Ở bầy gà có cho mình được một góc kê khá quen thuộc, đó chính là ở mép chân cầu thang. Có cho mình cái giáp 3 nhưng là không có mũ. Bắt được một tiếng phút. Hồi thủ rất kỹ, trong đó các thành viên team số 10 thì bắt đầu đang có khá nhiều người ở đây rồi. Bắt được về vị trí của bầy gà. Xây bắt đầu. Nhấp khắc. Nhưng có thể nói là quá đông các thành viên team số 10 ở đây đi. Và nó là cực kỳ đông. Trong khi đó thì đây là các thành viên team ở đây là các thành viên team số 15 mà chúng ta đang di chuyển qua khu vực sự kiện ở phía bên bay. Ở trong khu vực sự kiện này thì chúng ta thấy được có sự xuất hiện của Fake Bomb. Cộng với đó là Zina, cộng với đó Rie. Cậu Út. Rie thì đang bị nốc rồi nhưng cứu lại được rồi. Như vậy các thành viên team số 5 chúng ta là người kiểm soát lợi thế khu vực này. Trong đó thì hai thành viên team số 15 đang ngủ trên mái. Có vẻ như họ hết đồ rồi. Có vẻ như họ hết đồ bị bắn vào. Úi dồi, còn lại cho mình châm máu luôn. Một châm máu. Nó vào một thành viên. Sấy vào vị trí phát bom. Sấy khá tốt đi từ vị trí của bên VTN gấu. Ngứt gì vào đây nọ. Nhưng bây giờ thì các hai thành viên của team số 15 đã bắt đầu ùa sang. Ở bên dưới kia chúng ta có thấy được sự xuất hiện của các thành viên team số 5 nữa. Như vậy team số 5 đang có cho mình đủ 4 người ở đây. Trong khi đó thì ở đây là các thành viên của team số 15 thì chỉ còn một mình vị trí của gấu thôi. Liệu sẽ có một pha solo squad thành công hay không đây. Nhưng ở phía bên cạnh này còn hai thành viên của team số 17. Hai với team số 7 đang ngồi cá hề đây. Bắn nốc à. Nhưng mà nó là quả bom tốt đi từ vị trí của danh T2. Nó vào được vị trí của hai ngón. Và bây giờ thì ở đây là tình huống của Fake Bomb. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Không được. Như vậy là các thành viên team số 5 đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này rồi. Lúc này cuộc chơi sẽ đưa về 4 mét ha. Chúng ta đến màn hình của T1.
bắt được vào vị trí của phách bom. Phách bom pha di chuyển hơi lố nhá, hơi lố nhá, còn lại cho mình châm mau luôn. Nếu mà bắn chuẩn hơn thì chắc chắn là T1 của chúng ta đã có thể ăn được vị trí của phách bom rồi. Úi rồi của bom kìa. Lấy bom là rất chuẩn, tuy nhiên thì phách bom cũng khá tinh ý. Đúng là tên phách bom có khác, chạy nhanh khỏi tảng đá đấy. Để các thành viên team số 5 đã bắt đầu loot cho mình những trang bị để có thể kiểm soát được khu vực này một cách hoàn toàn. Trong khi đó thì ở đây là vị trí của T2. T2 bắn được chiếc phách bom. Nó vào một người rồi. Thành T1 bắn rất cái hỏng đến vị trí của danh T2. Đây là Khánh T1. Phía trên kia thì các thành viên team số 5 đã biết được rằng trước mặt mình đang có bao nhiêu người. Ở phía xa xa cái DJ Rie đang bị bắn vào. Đang có hai người, Khánh T1 đang ở phía bên tay phải màn hình nhỏ các bạn, Khánh và danh T2 ở bên tay trái. Bất ngờ đâu đấy thì ở đây là vị trí của Trang Hoàn. Trang Hoàn cũng qua đây làm tí, có lẽ Trang Hoàn không còn mạng. Tuy nhiên thì với sức trẻ khỏe của mình thì Trang Hoàn cũng đu theo, cũng đánh đu theo những người đồng đội. Bây giờ thì đang lút đồ, có cho mình tháp 22. Bắn cung đi, bắn vào người thôi. Nghệ nhá. Vâng, bắn cung nhưng mà lại là mất máu mình. Thế nó mới buồn cười chứ. Để thì đối đầu, chúng ta cùng chờ đợi xem. Tất cả các thành viên team số 5 đã tập trung lại một chỗ rồi. Máu quá nhỉ. Đây sẽ là quả lết. Quả lết đến từ vị trí của Trang Hoan. Chưa bắt được phút Trang Hoan và lém hết vào. Đi ra có thể sẽ là người không mất quá nhiều máu. Rất bất ngờ, quả bom đấy lại không thể nó vào bằng Rize. Bây giờ thì có UMP Fake Bomb đang có mặt ở trước mặt của Trang Hoan. Và có thêm đó là cậu út. Nhưng lại là một pha tự tay bóp chim đến từ vị trí của Trang Hoan. Bây giờ thì là đối đầu. Bắn nó vào được một người không đây. Rất đông. Không nó vào được ai cả. Và Trai Hoàn lại tiếp tục là người phải làm chuối trong tình huống này. Lúc đó thì Khánh T1 và Danh T2 đã không thể cover được đồng người đồng đội của mình rồi. Khả năng đứng vị trí này là một trong vị trí có tầm quan sát lớn. Nhưng đồng đội lao lên khá cao. Tiếp tục một quả bom được vã vào. Có MG đến vị trí của Danh T2. Nhưng ở phía kia các thành viên của team số 5 bắn cũng cực kỳ là gắn kết đấy các bạn. Ủa bắn ai knock ấy. À chưa ai knock à. Thì tao bắn không hay mà tao đồng đội tao đông có được không? Dụ. Đây là cậu út. Nết vào. Ủa quả nết vào. À không, quả mới lên trên nhưng không sao cả. Cánh T1 đang có bắn ở đây. Đói đâu. Knock out một người. 2v3. Rie. Knock out được hai người. Rie bắn như không trúng viên nào hay sao ấy. Điều là fake bomb. Knock out được ba người rồi. Và cậu lia một pha 2v4. Thành công đến từ các thành viên của team số 17. Quá là tốt. Mặc dù team số 5 đã có được cho mình là đủ 4 thành viên. Tuy nhiên có lẽ sai lầm của họ là bắt nguồn từ việc họ không đẩy lên mà họ giữ cho mình ở một vị trí. Mà họ bị khép góc. Cũng có khả năng là kỹ năng 1-1 của các thành viên team số 5 cũng còn một chút hạn chế. Cho nên các thành viên team số 2 tha hồ nhảy múa. Nhấp nhả, dập dìu, các kiểu đa điều. Quay trở lại với những tình huống khác thì ở đây là vị trí của Ha Đẹp. Trai Ngoan lại xuống thêm lần nữa à? Vui nhỉ? Một Trai Ngoan chết xong lại xuống thêm lần nữa. Không hiểu kiểu gì luôn. Đây vị trí lại, chúng ta lại quay trở lại vị trí của Trai Ngoan. Và team này số 17 đã có cho mình là con số là 9 kill. Quay trở lại với những tình huống khác đi. Quay trở lại với những tình huống khác đi. Có vẻ như là các player của chúng ta đã nuốt hết được ở nuốt được đồ những trang bị. Ôi như này bắn nhau to quá các bạn ơi. Ui, to quá. Ôi. Ở trên kia là còn có bốn ông đang ngồi ngắm vào trong tình huống này nữa. Ôi. Mình xòe. Ôi HA cũng chết luôn. Team số 10 đang kiểm soát khu vực này. Trong khi đó thì các thành viên của team số 3 thì đã phải nằm xuống. Nhưng mà team số 10 vẫn còn cho mình đó là những người anh em là đến từ vị trí của team số 8. Rất lăm le để có thể chọc vào khu sự kiện này. Rất may mắn là chưa thành viên của team số 10 là phải nằm xuống cả. Sấy rất tốt. Cùng sấy rất tốt. Nhưng ở phía kia thì đối phương cũng sấy cũng là vô cùng kinh.
Đúng không? Một thành viên của team số 8 rồi. Bỏ sang tôi cứu. Quang Thanh đồng chí chết. Việc đang trả ra mấy thứ các đến thứ 2 tỷ. Những pha trao đổi chiến thức nhẹ nhàng thứ 2 tỷ. Nói chung là để mà bắn chết được một người thì cũng hơi khó. Từ khi là bắn nốc hai người và sau đó team còn lại đẩy lên thì nghe nó còn hợp nhí. À không, nhưng mà với pha một pha đẩy láo thế này thì MTV ZZZ của chúng ta chắc là sẽ phải thi hiểu rồi. Nếu như các thành viên team số 8 không có cho mình bất kỳ một con xe nào để có thể cover được. Thì là trao đổi chiêu thức đến từ vị trí hai thành viên của chúng ta. Đây là vị trí của Thanh Tùng. Đối đầu. Ô có pha một con bò lạc vào đi quá. À, ở đây có vị trí của như vậy là bất kỳ MK14 có con xe cá hê qua đây mà đang trong những cái lúc căng thẳng nước sôi lửa bỏng mặt trận chiến tuyến như thế này mà lại có con xe đa một con xe watt đi qua thì cũng vui, khá là cá hê. Ngay lập tức thì các đại viên số 10 đẩy lên một pha sấy đến từ vị trí của Tuấn, tiếp tục là sấy vào tầm hơi giật một tí, có lẽ là M4 của Tuấn chưa đủ phụ kiện. Hai thành viên team số 10 đã đẩy lên rất cao rồi. Cú yêu em bắn nao vào được vị trí của Thanh Tùng. Trong khi đó thì ông này không qua đâu. Phá đám. Trong khi đó thì các thành viên team số 10 đúng không ạ? Vâng, các thành viên team số 10 đẩy lên. Nhưng mà một thành viên đó chính là cáo 2K9 đẩy lên xong thì bị hai thành viên của team số 8 gạt luôn các bạn. Và bây giờ thì Bucky 1K14, Bucky 3K14 không ăn được vị trí của Cú yêu em bằng của MK của mình. Này thì láo nháo pháo ăn xe. Các thành viên của team số 10 là có cho mình là con số là 17 kill. Tuy nhiên thì họ cũng bị mất đi cho mình là thành viên cáo 2K9. Và cáo 2K9 thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để có thể tiếp tục sinh tồn khi mà anh vẫn còn mạng. Cú yêu em sẽ là một pha đu-tơ lên mà thôi, chắc chắn bài sẽ là như vậy rồi. Có thể sẽ là đu-tơ lên mái sau đó kê cho những đồng đội của mình đẩy sang. Bài vở sẽ là như vậy. Đu-tơ lên mái chắc chắn là như vậy rồi. Trong khi đó thì hai ông đồng đội bên kia cũng bắt đầu đu sang rồi. Cú yêu em bắn knock out được rồi, đồng đội bắn cũng khá là mượt đấy. Ở Cú yêu em có thể lấy được mạng cuối cùng được không? Và kết thúc các thành viên của team số 8. Quá đơn và giản. Quay trở lại với những tình huống khác thì sao đây? Có vẻ như mới chỉ update mặt cái map sự kiện mới chúng ta mới chỉ update được có mấy ngày thôi. Tuy nhiên là các player chúng ta phải nói là bắn cực kỳ xanh sò. Chưa thấy ai gọi xe cả. Với việc chúng ta có các sự kiện như thế này thì hoàn toàn là chúng ta có thể biết được là bao sau chúng ta sẽ như thế nào. Hoặc nếu mà có ai có cho mình mang cho mình cái ba lô thì có thể đổi súng thành những khẩu súng to. Trong việc bắn squad và việc chúng ta có súng to cũng là một cái điều rất là lợi thế dành cho các team. Mà sao tự nhiên cứ có cái nút cứu này nhỉ? Buồn cười thật sự đấy. À đây rồi. Đây là vị trí của 7 gà. 7 gà di chuyển rồi. Như vậy là chúng ta có 59 player. Được bo chúng ta đã chuẩn bị để cho đến bo 3 rồi. Và như anh em có thể nhìn thấy trên màn hình là ở trong khu vực Pinbox thì vẫn đang có chiến tranh xảy ra. Đây là vị trí của team số 3 và ở phía bên kia là vị trí của team số 7. Có lẽ những team lúc dạo thì họ thường có xuống gặp nhau. Úi dồi ôi HA. Đau quá. Cái này có cứu được không? Ấy da. Hai bên cùng trả bom. Thôi. Ấy da. Mình biết ngay mà. Mình nhìn thấy quả bom bay. Mình đã ngừng ngỡ rồi. Bảo thôi có bắn yếu này thì nào cũng trả ra quả bom. Trả ra ngay. Lại quả bom lại một ông vừa leo lên xong lại dẫm, ông ấy dẫm đúng vào quả bom. Hoảng luôn cả team. Ly biệt luôn.
báo thật sự, quá báo luôn. Ông nào kiểu có một ông đồng đội đang nấp trên này, ôi cứu 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 tôi, cứu tôi bạn ơi, cứu tôi bạn ơi. Ông bảo ok bạn, để tôi đu lên một cái lên xong thì còn thấy quả bom bay lách cách 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 thôi xong, nhìn là biết là hoảng rồi. Và các thành viên team số 7 tuy chỉ còn lại 3 người nhưng họ cũng đã clear cho mình, được cho mình khu vực Primox. Rất tuyệt vời. Ra cùng điểm qua những tình huống của những team khác. Đây là vị trí. Như vậy là các team đang phân bố nhau khá đông đều. Chúng ta sẽ đến với màn hình của Trích. Đây là vị trí của Trích. Trích và Hẹ. Đây là các thành viên của team số 25. À 22. Trong khi đó thì ở đâu đó thì đang có bắn nhau. Đâu nhỉ? Đấy rồi. Đấy là các thành viên của team số 20 bò đang đối đầu với các thành viên team số 17. Ôi nhưng bốc hơi quá nhanh thì. Các thành viên team số 20 đâu cả rồi. Đấy rồi, chúng ta vẫn còn hai thành viên team số 20 ở trên này. Ôi mày ngắm cái gì đấy? Sẽ cùng chờ đợi xem. Đẩy lên, khá tự tin. Sấy vào. Ôi MG sấy rất kinh ạ. Mà knock out một thành viên, còn một thành viên nữa, còn team số 20. Ôi trai ngoan, trai trai ngoan là người bị gạt rồi. Đau đớn quá. Viêm bảo mai chạy đâu đây? Ây da. Cá voi rồi. Ăn ngay một quả bom đi từ vị trí của danh T2. Và team số 20 cũng đã bị clear hoàn toàn. Tuy nhiên thì họ cũng đã rất cố gắng rồi, họ gạt đi các bạn của trai ngoan. Thế là bạn này phải về đổi tên lại là trai non. Ừ. Trai non nhưng mà trai ngoan. Trai non. Quay trở lại với những tình huống khác. Chúng ta thể thấy rằng với 46 PO thì có vẻ như là ôi giời, sau đây có ông nào cả Rory Piso 2K này. Ừ nè. Nào nhỉ? Ôi bắn giải à? Rory này. Ừ, những tắc tên kinh quá. Mai mình có khéo mình cũng phải đổi tên thành thành DX ABCD 36 hoặc 2Y ABCD 36 mới được. Ở trên kia là các thành viên của team số 11. Các thành viên team số 11 đang sấy là ui rồi. Let's go, Ed đồ theo sấy Ed net thật đây. Sấy let luôn mà. Ôi mà đừng nhấp với thằng bồ. Ừ, chúng ta có bồ béo ở đây. Và bên cạnh mua béo đang là sự xuất hiện của Dead, cộng với đó là Lupin và cộng với đó là nửa đế hậu hậu Nam Định hậu. Vâng, lý nào đây, vẫn đang là trong bò. Team sẽ đi là 3-1. Bộ 2K đang là người lái xe, có cho mình một cục thính rất ngon nghẻ ở đây, nhưng có lẽ là cục thính này đã được loot rồi. Họ sẽ chủ động di chuyển vào trong bo. Như vậy sẽ là chủ động di chuyển vào trong tâm bo. Một cái bo khá khó chịu. Khi cái bo này của chúng ta, tâm bo đang là vị trí của Piso 2K. Có đâm mà không đây, chúng ta cùng chờ đợi xem. Có lẽ sẽ là một pha lấy mét đồi chăng. Trong đó Piso 2K đang ngồi rất cô đơn lẻ loi. Con gà vàng ở trong khu vực nhà này. Khu vực nhà này đang là khu vực tâm bo. Một chút nữa thôi thì sẽ có mấy team sẽ rất là ngứa chân ngứa tay và họ sẽ đâm vào khu vực này thôi. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ lại chứng kiến được một vàn một vét bốn. Trong khi đó thì ở đây thì team số 19 đang đối đầu với cả team số 10. Thì cây đang là người đi chim lợn cho đồng đội, lượn 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 các thứ rất khó chịu. Bây giờ thì nhảy xuống rồi, gồng cho mình ngay đó là một quả nết rất chuyên nghiệp, những pha gồng nết và phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp đến từ vị trí của TK. Lém bom vào, tiếp tục là gồng nết, phải nói là thao tác của TK là khá tốt đây, một thao tác gồng nết chuyên nghiệp. Mindset về game khá tốt. Và có lẽ sẽ nó vào vị trí của Tuấn rồi. Không, đó là vào của biết nỗi thưa các bạn. Một vài của biết rất là nỗi luôn đến từ vị trí của TK. Biển thì đu lên mái. Với tầm kiểm soát như thế này thì các thành viên team số 10 sẽ hơi gặp khó. Cunio em là người đầu tiên bị nó vào. TK một pha bẻ cánh cây cho đội hình của team số 10 sự bất ngờ phải gọi là rất lớn.
ai ai à? Đúng không có cái ngu nào như cái ngu này. Thật sự luôn, đang ngồi kê tự dưng lại đẩy tiền nốt đi. Trong cái đó thì những quả lết đã được vã vào các thành viên của team số 10. PK có một pha bị vướng chân ở trên mái nhà. Knock out vị trí của I Love You. Sớm mốc sớm mùng ra các kiểu con đà điểu. Hay. Một bàn tốt đến từ Sugar đấy đi. Mà hơi tan gạt. Từ từ bạn ơi, tôi máu ấy, bạn ơi, đừng, bạn ơi, đừng, anh em với nhau, đừng căng thẳng ấy. Đúng vậy. Rất chuyên nghiệp, các bạn thấy được là thao tác của các player chúng ta chả thua gì các streamer cả, mà kéo cả, ôi, không những nó lại nhéo chuyên nghiệp một tí nào cả. Đây, tôi diễn tả lại cho các bạn tình huống lúc này là như thế nào. Sugar Baby đang yếu máu, thấy đối phương ép lên, Sugar Baby bỏ nhỏ quả bom. Cái quả bom này nó lại nằm ở giữa cái đất này. Nó lại không rơi xuống đây mà nó lại nằm ở giữa cái đất này. Thế là Sugar Baby đang nghĩ là ai già, ném quả bom xuống dưới rồi. Thôi bù máu thôi, đừng như này bù máu thôi. Bù máu thôi các bạn ơi. Thế là yếu máu cộng việc mà đứng gần quả bom, thế là chết. Vâng, nhiều khi chuyên nghiệp quá nó cũng là một cái ấy. Đấy, là một cái gì đây nó ấy. Cái này chịu ơi, này đúng chết theo số rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với các thành viên team số 10. Lúc này team số 10 chỉ còn lại cho mình là hai thành viên thôi. Vâng, và số Q của các thành viên team số 10 này đọc khá là vật. 4567 các bạn. Và đường bò chúng ta rất là xa rồi, vì chúng ta sẽ đến với cả bò tiếp theo. Như vậy các bạn có thể thấy được rằng là có vẻ như là các thành viên của team số 25 đang khá chai hát để có thể giành được top 1. Nhưng mà bất ngờ là vị trí của hậu chúng ta, một thành viên của team số 25, lại là một thành viên phải nằm xuống khá sớm. Team này mới chỉ có cho mình là con số là 5 kiểu. Rất nhiều xe được ấy ra. Và có lẽ bò sau nó cũng sẽ tầm bò xe về đây. Dead knock out vị trí của K bằng khẩu AMR. Trong khi đó thì có một cơn mưa ngang qua đây đến từ các thành viên của team số 24. Vị trí của gấu pu cộng với đó là duy 2K. Trước mặt có đang có bắn nhá. Và đây là các thành viên của team số 11. Ai à, bị bắn vào khá đâu. Các thành viên team số 11 đang đối đầu với cả các thành viên team số 17. Và có vẻ như là cũng chỉ là những pha trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng thôi, khi đây là một trong những cái vị trí mà họ sẽ cố thủ. Hai anh em trên một chiếc xe tăng. À xin lỗi các bạn, hai anh em trên một tảng đá. Các đá thủ chúng ta đang nhìn nhau với ánh mắt rất yêu thương và chiều mến. Bad boy 9x bắn vào. Và một pha cứa nhẹ vào lòng bàn tay đến từ vị trí dành T2. Đưa nhằm xuống bắn cho mình khẩu M4 với cái cốp bạn. Dành T2 cũng ở phía bên kia, dành T2 cũng không mặn mà gì lắm. Là những pha cấu rỉa nhẹ nhàng thôi. Trao đổi chiêu thức tí cũng được không? Tiếp một lần nữa thì Death lại knock out mang vị trí của Kai. Trong khi đó thì các thành viên của team số 17 của chúng ta còn lại 3 người và họ quyết định bắn ở trong khu vực bé bò. Chúng ta chỉ còn 14 đội nữa thôi, 14 team nữa thôi. Và chúng ta còn 31 player. Trong khi đó thì lúc đó thì đang có bắn nhau. Đây là vị trí của Piso 2K. Piso 2K kết thúc cái mạng của cả 2K9. Một mình Piso 2K đã có cho mình con số là 8 kill rồi. Và nếu mà rất bất ngờ nếu mà Piso 2K kéo có thể dành cho mình cái top 1 ngày hôm nay thì sao? Các thành viên của các team đang tận hưởng những giờ phút thư giãn cuối cùng trong những căn nhà trước khi mà cái bo tiếp theo của chúng ta nó sẽ đu về một vị trí nào đó. Trong đó đây là những cái tiếng ốp vang lên rất giòn tai đến vị trí của Kai. Kai lúc đấy bị nốc mấy lần rồi mà vẫn bướng. Trong đó thì
Ở phía bên trong này của chúng ta thì đây là vị trí của ba thành viên của team số 25. Họ vẫn đang đục liên tục vào các thành viên của team số 7. Lạnh sợ ma lấy cái vị trí của hệ. Trong thời điểm này thì chúng ta rất là khó, chúng ta có thể biết bò sau thuộc về đâu. Đây là vị trí của Kyo. Đẹp tiếp tục bắn nó vào vị trí của Kai. Kai không biết nó bao lần rồi. Trước mặt của một thành viên của team số 23, Kyo cũng là thành viên cuối cùng của team số 23. Trước mặt anh đang là các thành viên của team số 17. Rõ ràng là các thành viên team số 17 thì sẽ luôn luôn thực hiện chính sách đó chính là đi map bo mà thôi. Họ có cho mình được một vị trí. Họ có luôn cho mình được một cái thính. Cái map khá đẹp. Vị trí sơ cao của team số 17 đang làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Một vị trí map phải gọi là cực kỳ hẹp hấp dẫn. Trong khi đó thì ở đây là các thành viên của team số 25 thì cũng đang ngồi thủ cũng là map bo luôn. Và các thành viên có tên Trung Quốc này. Anh là này có tầm chúng ta lâng lâng tầm thế giới thật sự luôn khi mà có cả thành viên của team số bố team team số có một thành viên của Trung Quốc của team số 21 và team số 21 đặc biệt là họ họ không cần bắn nhau. Ừ, bắn nhau đối với họ nó làm cái điều gì đấy nó không cần thiết đấy. Cả Maka X4 này cần gì bắn nhau. Làm gì cả team có một kill thôi, bắn nhau làm gì mất thời gian. Tao tao cần bắn nhau, tao cần top 1, tao lấy top 1 thôi, bắn nhau là chuyện chúng mày. Cả team mà bắn lấy rồi ngồi có một kill bây giờ họ vẫn đang có mặt ở trong bò. Ô nhưng con sóc cái lọ của chúng ta lại là người có một pha đứng hơi ở hay sao, vì thế mà anh là người bị đốc vào nhưng ngay lập tức là có hai người anh em ở đằng sau đang đang cứu cứu cái cứu 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 thật chứ luôn. Xài hẳn cho mình quả sấm mốc màu xanh luôn. Quay trở lại với những tình huống khác thì có vẻ trên này đang đang bắn nhau. Ta đến với màn hình của các thành viên team số 22. Đối đầu. Ô. Ai à, đâu có ai à? Ai à, ai à, hai ngón có phải làm xuống rồi. Còn đây là vị trí của Trích. Tiếp tục đối đầu nhưng đây là Vota. Bắn nó vào được một nhưng không được rồi, Danh Đa đã sửa sai cho những đồng đội của mình. Chúng ta chỉ có 14 kèo nữa thôi. Đây là vị trí của Lạnh Sợ Ma, các thành viên team số 11. Lạnh Sợ Ma người chủ động để lên giáp 3 3 cũng đó là 14. Hoàn toàn cơ sở để lên trong tình huống này. Chưa góc để bắn. Đẩy thêm nữa thì cũng dở. Đấy nữa cũng sẽ là một khu vực khá trống trải. Các thành viên team số 1 đang là những người ở khá xa bọ. Trong khi đó vị trí của team số 25 mang vòng bo trên họ biết được rằng là bo về đâu. Và từ nãy giờ thì họ ngồi họ xếp xe. Ai ngồi xếp xe không? Bây giờ rảnh cũng được không? Bạn lấy top 1 được không? Ngồi xếp xe ok luôn bạn ơi. Ngồi xếp xe này. Úi. Úi bà là bà cháp này. Ta cũng xếp xe luôn này. Úi rồi. Ok nhất là trí luôn nhá, nhất trí thôi. Và bây giờ vị trí này thì bây giờ team số 11 đang ở xa bò sẽ xử lý như nào đây? Ở dưới kia là các thành viên team số 21. Và các thành viên team số 21 của chúng ta thì như đã mất đi cho mình nó là một thành viên rồi. Đó là thành viên tên Trung Quốc luôn. Pháp sư Trung Hoa chúng ta đã phải làm xuống. Và bây giờ họ vẫn đang có cho mình một kill và họ sẽ phải di chuyển vào trong bò mà thôi. Nhưng ở phía trong bò chúng ta thì vị trí của mùa ba thỏ đang là người đẩy đẩy bộ lên. Bộ IK nó bao được cánh T1. Trong cái đó thì cánh danh T2 của chúng ta tiếp tục được. Bây giờ sẽ là một pha bóc lốp. Nhưng chả làm nhanh quá. Ô thằng nào bắn tao ấy, thằng nào bắn tao ấy. À các thành viên team số 1 chúng ta có mặt ở đây rồi. Bây giờ các thành viên team số 1 đang đối đầu với các thành viên team số 21. Cắn vào thằng. Mà thằng quá, căng thẳng quá, căng thẳng quá. Các bên team số 1 có cho mình 3, 3, 3 điểm. Ui, đó cả bom lên tốt từ vị trí của bộ anh cả. Thằng này thẻ hack bom rồi. Cánh T1. Team số 17 chỉ còn lại vị trí của cánh T1 thôi. Và một cái em nhỏ thì làm sao có thể làm lên được mùa xuân. Và quá là lợi thế đi khi mà chúng ta mang mang vòng bò. Với cánh T1 sử dụng cho mình thuật chim sẻ, à nhầm,
Chim con lân, con lân đi nắng. Ồ. Cố gắng di chuyển vòng bò nhưng đây nó đang là quá đông người với một cái vòng bò này 6 PO nữa. Và rõ ràng bây giờ đang là vị trí 3 3 thành viên của team số 25, một thành viên của team số 17 và hai thành viên của team số 21. Knock out vị trí của Bảo. Nhưng cánh T1 cũng không còn lại cho mình quá nhiều trang bị. Và bây giờ sẽ phải smoke ra để che một nửa phía. Trong đó các thành viên team số 3 đang các thành viên team số 25 đang là người chiếm giữ cho mình một vị trí cao và họ đang là người có lợi thôi. Ừ. Thế thôi, còn chờ đợi gì nữa. Bây giờ nhẹ nhàng để hai team số 17 và team số 21 bắn nhau. Sau đó nhẹ nhàng đẩy xuống ai. Vừa nói xong đẩy xuống ai. Đẩy đẩy đẩy. Đi đi. Yes sir, yes sir. 3v1. Bố 2k. Bố 2k có cho mình con số là 7 kill. Trong đó Lupin có chưa kill nào cả. Dead có cho mình con số là 4 kill. Ôi. Lẹp bom. Cánh T1. Thôi thế này thì liệm thôi. Một chim chúc mừng vị trí của team số 25 đã giành được top 1 trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng. Thì xin mời mọi người cho một tràng vỗ tay cho các thành viên của team số 25. Và các bạn nhận được phần quà là 200.000 đến từ vị trí của ABC36 Gaming. Các bạn có thể liên hệ fanpage để có thể nhận được phần thưởng của ABC36 Gaming. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn cũng như anh em trên kênh có một buổi tối vui vẻ. Yes sir, yes sir. Và chắc là chúng ta sẽ cùng quay trở lại hiệp thi đấu thứ 2 trong một chút ít phút nữa. Hiệp thi đấu thứ 2 cũng là hiệp thi đấu kết thúc cái cất tầm trong buổi tối ngày hôm nay. Cất tầm hàng tuần của ABC36 Gaming. Ok, mình sẽ xin để lại ID một cửa phòng thứ hai trong thi đấu ngày hôm nay. ID phòng của chúng ta đó chính là 8296473. Vâng, cùng xin nhắc lại là 8296473. Một cửa phòng chúng ta là 3 con số 1. Vâng, 8296473. Một cửa phòng chúng ta là 3 con số 1 đó mọi người. Mọi người vào nhanh nhá. Trước để chúng ta đến với thi đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay.
Mình sẽ tạo lại phòng này nhá các bạn. Mình sẽ tạo lại phòng này nhá. Vâng, xin đọc lại ID một cầu phòng cho trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. ID phòng là 8312009, một cầu phòng chúng ta là 111. Mình xin nhắc lại ID phòng chúng ta là 8312009, một cầu phòng chúng ta là 111 nha các bạn. Ủa, bà này có lốt ruồi to nhé. Lốt ruồi to thật đấy. Không biết các bạn xem trên điện thoại các bạn thấy không? Tôi thấy bạn bà này có lốt ruồi to vãi nổi luôn. Mình đang check ấy thôi, mình đang check cho anh em thôi. Check cho anh em xem có vấn đề gì không thôi. Giờ này game hack hơi nhiều nên là phải check cẩn thận. Chắc các bạn không thấy lốt ruồi đâu. Đây giống trà sữa bị bạc hà lắm. Không biết của hãng nào. Các bạn có biết hãng này là hãng nào không? Trà sữa này trà sữa hãng nào nhỉ? Mình uống nhiều trà sữa rồi, giờ này nhiều hãng trà sữa quá. Bạn nào biết hãng trà sữa này là hãng sữa nào không ạ? Chứ không thấy. Quên mất rồi, mình uống nhiều ấy. À cũng trà sữa à? Thế thì chịu rồi. Thế thì nói chung là chúng ta chẳng còn gì để chúng ta nói với nhau nữa rồi. Cũng trà sữa. Ui, quan sát thì nó mười ông này. Rồi chúng ta chắc là chúng ta xong rồi đấy. Chúng ta sẽ đến với cả hiệp thi đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng hy vọng là anh em sẽ có những phút giây vui vẻ. Và nếu anh em thích cái cất tầm này thì anh em đừng quên để lại một like nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Gái vào cất tầm hơi ít hay sao? Ok, let's go. Chắc là xong rồi ạ. Không ai bắn trả lập đúng không? Team số 17 có vẻ như là gọi rất là đông. Và lúc nào hôm nay thì họ đã có cho mình đó chính là
đủ 4 thành viên rồi. Ở hiệp thiếu thứ hai này rồi, nó sẽ là đối trọng của team số 25 đây. Sẽ là đối trọng của team số 25 đây. Chắc là sau hiệp thi đấu đầu tiên thì họ chưa đủ người, nên hiệp thi đấu thứ hai thì họ đủ người rồi. Hình như là team này có ông nào hack đúng không nhỉ? Ông nào có ông nào hack không nhỉ? Có ông như ông Mi Lỏ Báo à? Hay là cái ông lão nhỉ? Ông hack nhỉ? Hay ông Khánh T1 đúng không? Mày hack không để công kích ra đây, bắn những KD 7 chấm, bắn KD cao thế. Hack không các bạn nhỉ? Các bạn ấy với mình á, hack đúng không? Hack mà không có bằng chứng đúng không? Nếu như thế thì vào trong cơ tầm chúng ta dễ làm loạn lắm. Chết, mất tầm ta mất cân lắm. Rồi, ok, ta sẽ đến với trận thi đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ đến trận đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Nói chung là team nào giành chiến thắng thì mình vẫn mất tiền thôi, cho nên là anh em cứ cổ vũ cho tất cả các team anh em nhé. Vâng, mình vẫn là người mất tiền mà thôi. À, hôm nay có thằng em Hải này, thằng em Hải báo này. Hải VM. Đặt tên là Hải VM nhỉ? À, Hải VM là Hải Hải Vét đúng không? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi, thiệt xua. Hải VM là Hải Vét đúng không? Hải Vét Mương đúng không? Thế Hải VM chắc chắn là Hải Vét Mương luôn. Chúng ta sẽ có một đường bay từ khu vực quay trở lại với hiệp thi đấu. Chúng ta sẽ có một đường bay từ khu vực Starber và đi về Yat Nha Tra, Boliana và đi qua Skull. Đi qua tiếp khu vực Pochinki và kết thúc ở đâu đấy ở phía bán đảo SOS Nova Mirli tờ ba ba xe. Và với cái đường bay như thế này thì chắc chắn thôi, vẫn sẽ là địa điểm Nha Tra, sẽ là có một khu sự kiện, sẽ là một trong những điểm đến khá tốt cũng như là một trong những thử thách rất hay cho các team. Giờ cùng chờ đợi xem sao không có tiếng gì nhỉ. Đây là vị trí của team số 24. Ở trong những cái map sự kiện như thế này thì tất cả các đường bay đều có đi qua các khu sự kiện cả. Vì thế mà chúng ta cũng có thể ấy, cũng có thể bắn nhau được. Trong khi đó ở đây thì có đông hơn cơ. Ở đây tôi ra đây xem trước đi. Ở đây đông quá. Ở đây chúng ta thấy được sự xuất hiện của các thành viên của team. Ui ôi. Mình không biết là có bao nhiêu mẫu ở đây nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng là bắn nhau này rất là vui. Đây rồi, đây là các thành viên của team số nào đây? Team số 14. Đây là một team tranh sinh. Đoàn cũ đồng đội rồi. Trong cái đó thì ở bên kia cũng đang có bắn nhau. Đây là một team của SF Bob. SF Bob đã liếm cho mình được con số là 3 kill. Quá tuyệt vời đấy. Cú yêu em là người nằm xuống. Chú thợ xây nhảy xuống. Vâng, chú thợ nhảy xuống, gãy cánh luôn trên đường nhảy. Với việc cầm cổ AK như thế này mà đứng trên mái này thì nó mới gọi là tuyệt con mẹ mặt trời luôn. Khi mà các bạn có thể bắn được cả thế giới, mà đặc biệt là còn có thể ăn được một ông cũng đặt top trẻ nữa, thì đây chúng ta đã có cho mình nó chính là hai cổ AK. Ok, cảm ơn Võ Thanh Vương đã gửi cho mình sao nhờ. Ok nhờ. Copy với cả sếp Vương tí, sếp lần sau gửi 100 sao cho tròn nên sếp nhờ. Gửi 80 sao nó hơi bị lẻ. Đùa thôi. Quay trở lại với tình huống pi đẹp cái sau khi mà liếm được cho mình là 2 kill thì bây giờ anh định chạy nhưng chạy không thành công, còn lại cho mình chấm máu thôi. Ôi ở đây ông ơi, quay lại. Ok bạn ơi, nhét xua chắc chắn là như vậy rồi.
là vị trí của TK cộng với đó là Gazepen. Đang chạy tự dưng lại bị bên khu sự kiện bắn cho, buồn luôn, lú luôn. Và đây là IDF Phúc. Ôi cầm cụ lục chứ cẩn thận mà. Các bên team số 14 thì đang stick với nhau ở trên tầng 2, khu vực tầng 2 bên tay phải. Ui, một quả bom bắn vào, một quả bom vào. Bây giờ thì nhảy xuống. Ui, ui. Thế thì không có gì để chúng ta có thể bình luận cả khi mà các thành viên team số 14 mà gọi là cực kỳ đầu tư kìa. Khi mà các thành viên team số 14 mà gọi là cực kỳ đầu tư. Rất đầu tư luôn, nó thậm chí để họ bắt một người cầm lục họ nhảy xuống ba người luôn. Bốn anh em siêu nhân trên một căn nắp xếp, sau đó họ cùng nhảy xuống bắt được một thành viên, trong đó thì SF Bob của chúng ta sau khi mà có cho mình con số là 3 kill thì bây giờ thì anh cũng đang ngồi ôm bụng rồi. Đã bắt đầu nghe tiếng đu tơ đến từ vị trí đu dây, đến từ vị trí các thành viên team số 14. Bây giờ chỉ còn một vị trí của Notel thôi. Notel sẽ xử lý nào đây khi mà rất đông xung quanh mình, đang có quá nhiều người. Người đằng trước kẻ đằng sau. Biệt lém ra ở vào, đối đầu bắn mình. Không được rồi. Nhưng mà quá đông đi. Các thành viên của team số 14 thậm chí còn kê chéo kê chửi cho nhau cơ. Ý da. Đau quá. Chúng ta cũng quay trở lại với những tình huống khác. Thì đây là các thành viên của team số 24. Và bây giờ các thành viên team số 24 này của chúng ta thì đang có cho mình đó chính là các thành viên team số 24 bị chết ở bên ngoài bên trong rồi. Bây giờ thì là cuộc chiến của team số 22 và team số 23. Đây là các thành viên team số 22. Họ vẫn chiếm cho mình căn cắt xét bé nhỏ quen thuộc. Một túp lều tranh nhưng có đến tận 3 trái tim vàng. Đang ở vị trí trái bên nhỏ các bạn, trong khi đó thì các thành viên team số 23 thì có vẻ như là vị trí của Chí Phèo có cứu dậy được các bạn người đồng đội không? Ở đây là yếu máu hay là nốc đây? Vâng, ở đây là nốc nhưng mà không cứu. Ôi cứu đi, à không cứu được rồi. Trong có lẽ là tại vì thỏ chú bé của chúng ta đang ở vị trí cao. Cũng chỉ còn cho mình được một chút ít đạn AK thôi. Theo mình dự đoán thì là 21 viên đạn AK. Và có thể làm được mạng nào hay không đây, chúng ta cùng chờ đợi xem. Ở đứa bé có mình có chỗ là 2 kill. Úi dồi ôi. Chịu ấy. Thế thì chịu luôn. Thỏ chú bé. Đúng là cái băm gì mà bài. Không có gì là các bạn không thể nghĩ ra được. Các thành viên của team số 21 thì đã bay màu khỏi khu vực này rồi. Bây giờ chỉ còn một mình vị trí của trò chú bé mà thôi. lại bắt đầu đang chuẩn bị ngồi lắc, chắc chắn là chuẩn bị ngồi lắc. Trong cái đó thì ở đây thì một thành viên team số 22 à đây rồi, chúng ta vẫn còn cho mình đó chính là hai thành viên team số 22 đang ở đây. Và bây giờ họ sẽ đảo cánh đánh đầu như nào đây, chúng ta cùng chờ đợi xem. Ê, thua thì mới làm nào giờ. Đây là vị trí của Dre là một trong những player hay bắn rất tầm của ABC 36 Gaming, và anh bắn khá tốt nhưng mà vị trí này trò chú bé lắc mạnh quá, thế nên là trò chú bé nằm xuống luôn. Người lấy cái mạng của trò chú bé sẽ là vị trí của Mech. Đó là pha bắn tốt. Trong khi đó thì ở phía dưới này của chúng ta thì Chí Phèo chúng ta cũng đang có đồng quan điểm với người đồng đội ở phía trên cao là anh sẽ bị kẹp. Úi giời. Lên bắn này. Đấy. Không. Có lẽ chí Phèo đang nhìn từ dưới nhìn lên để thấy xem là thỏ dù bé đến mức như thế nào. Ôi xuống rồi, xuống rồi. Chú xuống rồi, nhảy xuống rồi. Góc của Chí Phèo cũng đang là một góc khá khó. Ê. Mình xin. Đây là tạo điều kiện cho những bạn đang bị khép góc. Trong khi đó thì mech của chúng ta đang ở trước mặt. Và ở phía bên kia thì người đồng đội đó chính là đoè chúng ta thì vẫn đang ngồi kê. Nhưng kê khoảng cách này là khoảng cách nó cũng khá là xa. Mình nghĩ không còn cần thiết phải quê kê như thế này, chúng ta có thể áp sát gần hơn vị trí để hai người cùng đẩy lên trong cùng một thời điểm. Đấy sẽ là một cái chiến thuật cơ bản nhưng luôn luôn hiệu quả trong PUBG Mobile. Còn nếu mà kê của cách này thì hơi Natasha một chút. Đây là vị trí của Chí Phèo. Chí Phèo đang ngồi quay. Có cho mình quả Molotov. Giáp 1 mũ 1. Bắt được vị trí rồi, chúng ta cùng chờ đợi xem. Nhá khác từ vị trí của Chí Phèo, nhưng mà rất tiếc là số lượng
đam nó là chưa đủ, nó là chưa đủ để có thể để kết thúc được cái vị trí của đối phương. Chí Phèo nó có cho mình con số 5 kill rồi, như vậy cũng là quá hợp lý rồi. Trong cái đó đây sao đây, thử đến với những tình huống khác thì sao. Đây là vị trí của Ngọc Nhung. Đây là Cun yêu em. Ê, hello bạn đấy. Xin lỗi bạn nhé. Ok, cái gì này? Thì mấy ông này thuê nào đấy ạ? Mấy ông này nhá. Buồn cười. Chơi game buồn cười ấy nhỉ? Chơi game buồn cười thật đấy. Như một trò đùa, tôi thề anh em bắn như một trò đùa vậy. Bước bay thì trên bay xuống, xong tự dưng thấy một ông nằm ở trên trên mái. Nhảy xuống phát thấy hai ông kia có khéo tử đồng đội ấy. Hai ông kia bảo, ê bạn ơi, lên đây ngồi cho vui. Mà không, tôi không vui, thế là cuối cùng là ông ở trên mái, ông chỗ lại làm ba. Nó buồn cười thật. Tự dưng là Cun yêu em có cho mình con số là 4 kill. chơi nó buồn cười vừa đó chứ. Như vậy là Cun yêu em cũng là thành viên sống sót cuối cùng của không. Ui, nhập kinh quá, trong mặt. Trong khi đó thì ở đây là vị trí của Bảo Minh Xoe. Ôi, mèo 2k9 nước vào vị trí của Bảo Minh Xoe, khá là tốt. Như vậy Cun yêu em sẽ là người clear hoàn toàn khu vực sự kiện ở phía bên bên 7. Cái pha đấy thì buồn cười thật, không biết là vô tình hay là hữu ý, nhưng mà cái pha đấy thì rất là buồn cười. Không ngờ lại có một cái trường hợp nó như vậy. Nếu mà đu trượt lên trên mái thì ok không sao, nhảy xuống lại gặp hai ông này còn ngồi quay ra nhìn mình. Lại quay ra nhìn mình lại bảo ơi bạn ơi, đây ngồi cho vui lên thì chịu. Không thể chịu được. Quay trở lại với những tình huống khác thì chúng ta có thể thấy được đây là vị trí của team số 25. Vâng, vẫn có vẻ như vẫn đội hình như thế. Như vậy là thay vị trí của một ông nào đấy bằng vị trí của NHD rồi. Và họ vẫn bắn theo xu hướng đó chính là quét bò để có thể lựa chọn mình bò cuối. Ui, bắn đau quá. Ui. Như vậy là các thành viên team số 15 đang có mặt ở đây, họ thấy rất điên cuồng với các thành viên team số 25. Giống xe. Ui, thằng bồ bắn kinh quá. Thằng bồ vừa bắn ra lúc đấy. 100% thằng bồ vừa bắn ra lúc đấy luôn. Các bạn chuẩn bị lại hiện lên này. Đúng không? Không đúng không? Đúng vậy, bồ 2K này. Thằng này chắc chắn thằng bồ là có mùi luôn. Bắn đi, ui, thấy bắn dính mãi rồi. Bắn sợ ai, bắn thế đỡ sao được. Kinh quá mà, ui, bắn ông kêu ấy luôn. Hay quá luôn, lại có một thành viên team số 3 cũng lại cá hê ở trên này. Không được rồi. Được rồi các bạn ạ. Chỉ còn một mình vị trí của Mèo 2K9 ở đây thôi. Quay trở lại với những tình huống khác. Đây là vị trí của các thành viên của team số 20. Có vẻ như là Goku với cả Helu chúng ta thì lại ấy rồi. Team số 20 thì vẫn chung một cái mục đích như thế này thôi. Trong khi đó ở phía trên cao này thì các thành viên của team số 2 đang ở rất gần vị trí các thành viên team số 20. Thì họ đã có cho mình đó chính là một tòa tháp cao. Và họ cũng đang ngồi ngắm cảnh. Novotel chúng ta thì phải nằm xuống rồi. Notel chúng ta thì phải nằm xuống rồi. Notel cũng là một player bắn khá tốt, tôi không hiểu sao nằm xuống hơi sớm. Còn các ông này thì cũng rất là rảnh. Là bây giờ là vào đây là đi thang máy. Đấy, các bạn thấy không? Hay không? Chuẩn bị thang máy mở lại. Thang máy. Thang máy rồi. Xong vẫn tầng 1. Hello. Ra ngó chơi ngó đất tí. Sao lại chuẩn bị đi vào lại. Đi vào đây. Các bạn thấy buồn cười không? Như vừa chơi game người ta rất là buồn cười các bạn ạ. Tôi cũng thế. Nhưng mà tôi không buồn cười đến mức như thế lại anh em. Người ta chơi game người ta dành thời gian game làm gì? Người ta đi vào thang máy, người ta nhắm cảnh, người ta đi ra đặt cái shop cái cho nó vương giả. Xong người ta lại vào thang máy lại. Chuẩn bị vào thang máy lại. Đấy, chuẩn bị vào thang máy. Thôi vào thang máy đi. Không phải ngại đâu. Thằng máy chơi cho vui tí. Gì cắn. Giáp bà mua ba. Vào thang máy chắc chắn vào thang máy các bạn luôn. Nhiều khi vào thang máy nó đam mê các bạn ạ.
Đấy, lại bấm thang máy từ tầng 6 xuống tầng G. Đấy, chứ làm gì có, bây giờ làm gì có cái gì? Chả có cho gì để chơi cả. Trong đó túi xây, choi hát không? Đấy, bạn thấy choi hát không? Nằm luôn ở vị trí này cơ mà. Để xem đây có mấy người, có đây có hai ông. Như vậy là còn một thành viên nữa đang ở đâu? Đó là Tuấn Gaming. Tuấn mà thêm chữ tái là Tuấn Tái Gaming. Tuấn Tinh Minh này thì cũng giáp 3 mũ 3. Đấy. Nên người ta bình thường bắn rank thì người ta giáp 3 mũ 3 là có DPS các thứ là người ta sẽ đi săn người. Ta sẽ công hiến, nhưng mà đây là bắn cướp thì chúng ta không cần kiểu đấy, ta chỉ cần ngồi cà hê với nhau thôi là được. Đấy, tại vào thang máy lại ngồi cà hê đấy, tôi biết ngay mà. Đấy, lên rồi chúng ta có điểm qua những tình huống khác thì bây giờ bo chúng ta đang tâm bo đang là vị trí ở trong khu vực cây xanh, đây là vị trí của Dead. Có vẻ team này vẫn đang cố gắng để di chuyển vào trong tâm bo. Vâng, mình có thể báo luôn tâm bo cho anh em, tại vì team này thường ở đâu thì sẽ là tâm bo đấy. Còn đây là hải 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 vét mờ của chúng ta. FSM của chúng ta thì đang có đội hình với cả các thành viên của team số 16 bao gồm là YouTuber Ozion, Hải FSM, Đẹp Gái và Tuấn. Đẹp Gái và Tuấn. Trận này không như game trước, cứ bắn lúc còn 70. Và chúng ta cùng chờ đợi xem. Ở phía trên cao kia là các thành viên của team số 25. Họ cũng không có ý định công xuống, họ sẽ bảo toàn lực lượng cho đến cuối bo. Trong khi đó thì đây thì đang có vị trí của Thái Follow của chúng ta thì đang bị knock out. Còn ở phía rất xa Thái thì là vị trí của Bo Thủy, nhưng Bo Thủy khả năng cao là khó thì cứu được cái mạng người đồng đội. Trong khi đó thì ở đây thì cũng đang có bắn nhau, chúng ta sẽ đến với cái tình hình pha combat. Đây là vị trí của Hậu. Hậu ở trong team trước thì đã giành được cho mình top 1 dưới cái sự giúp đỡ của những người đồng đội. Trong khi đó thì ở team này thì kìa. Vâng, chúng ta quay trở lại với tình huống đây thì bây giờ Ngọc Ngơ chúng ta, ôi mà đi hết vào rồi, đau quá, chúng ta cứu tao. Đây là Nguyên Nagato. Bọn chưa bật, vẫn chơi chưa đu say. Ôi Nguyên Nagato bị nó vào rồi. Còn lại một mình vị trí của bé Jun thôi, nhưng bé Jun ở khá xa. Bé Jun chạy rồi các bạn ạ. Như vậy là đội hình của team số 4 không hiểu từ đâu chui ra ập vào kiểm tra hành trình căn nhà, cái khu vực nhà này, khu vực nhà hồi sinh này, và sau đó thì đã cướp đi cho mình đó chính là hai sinh mạng cực kỳ bé bé bỏng. Đùa là lấy game kiểu chơi nó bị tấu hài ấy. Buồn cười. Thế không trốn được ạ. À? Vâng, chắc chắn là team kia không để ý đâu. Chỉ khi mà mình lướt lia cam qua team kia mới để ý. Buồn cười. À, lại tiếp tục quay quay trở lại với thỏ dù bé. Ơi giời ơi, thỏ dù bé. Thỏ dù bé thì đang ở đâu đây? Thỏ dù bé đang ở khá xa. Một trong những góc mà có cho mình khẩu MG3 cộng với đó là một khẩu gì đây? Giống như khẩu Scaler vậy các bạn ạ. Đúng vậy, giống như khẩu Scaler vậy. Và bây giờ thỏ dù bé đang ở trong khu vực sát mép bọt. Có vẻ như những cái đồng đội của thỏ dù bé thì không có cùng suy nghĩ với cả thỏ ấy. Đùa thật sự luôn ấy, thề luôn, hài thật sự luôn. Quay trở lại với những tình huống khác, chúng ta chạy là chúng ta hơi tấu hài, các bạn thông cảm một tí này đi. Là do các player trong 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 trận đấu đó, họ tấu hài nhưng mình cũng không muốn đâu. Quay trở lại thì đây là cuộc đối đầu giữa các hai thành viên của team số 3 và hai thành viên team số 16. Đây là vị trí của Vĩ Đạn, Gồng Nết. Sẽ là pha Gồng Nết rồi, sát 3 mũ 3 đầy đủ, có DPS. Một trong những bộ combo mà không sợ bố con thằng nào, có thể công nhà cũng như là thủ nhà một cách rất vững chãi. Trong đó ở vị trí kia thì đang người bắn, bây giờ thì Bo 2K knock out vị trí của Cáo rồi. Cáo là người nằm xuống. Vĩ Đạn sẽ phải làm gì đây? Lém ra một quả bom để có thể ném ra một quả nết để có thể cover người đồng đội của mình. À không, không phải quả nết, đó là quả một quả smoke. Nhưng mà quả smoke đó lại hình cầu, nhưng mà nó vẫn là quả một quả smoke với buồn cười nha. Game giờ này độc lạ, độc đạo bắt gì thật sự luôn. Và biết tất là và tiếp tục là những pha mà các thành viên của team số 3 đang ném molotov vào. Lúc này thì vị trí của Tuấn đã là người phải nằm xuống rồi.
Happy New Year cũng đang để lên mái của nhà này. Còn một mình vị trí của Hải VM thôi. Chúng ta cùng xem Hải VM chúng ta có thể làm được điều gì trong ngày hôm nay. Đối đầu từ đây đây đây, con đó. Dập dây ù. Dập đây. Không được rồi, chỉ bắn trúng được yếu máu hai player mà thôi. Hải VM cũng là người phải nằm xuống. Quay trở lại với những tình huống khác thì đây là tập ảo kho. Đây là tập ảo kho. Trước mặt của tập ảo kho đang là sự xuất hiện của các thành viên của team số 3. Các thành viên team số 3 là người tiếp quản khu vực nhà kia. Và có lẽ là ông đánh, họ cũng ngửi được thấy cái mùi là ở trong khu nhà này thì hình như là đang là khoảng năng cao là bo tới sẽ là tâm bo. Vì thế mà họ tiếp quản khu vực nhà này. Trong đó các thành viên team số 3 nằm đang điên cuồng bắn lên knock out rồi. Thủy Trào knock out vị trí của Dead. Một pha bắn khá tốt, đó là pha bắn vào đầu. Rất nhiều con xe đã được trưng qua khu vực này. Các thành viên team số 18 đang là người tiếp quản khu vực cây xăng. Khu vực cây xăng là một trong những khu vực mà đó pha trả đam đến từ vị trí của Kakahuhu. Hai anh viên của team số 18 đang ở phía trên nóc nhà và họ để bao quát được ở phía trên đồi, ít nhất là không thể để bị móc lốp. Một quả nết được lém ra, chưa hiểu quả nết này có dụng ý gì, có lẽ là lém cho vui. Trong khi đó thì ở phía trên này các thành viên team số 15 cũng đang điên cuồng bắn vào vị trí cây xăng. Trong khi đó thì ở sau các thành viên team số 15 đang là các thành viên team số 22 và các thành viên team số 22 có vẻ như đang muốn đẩy lên. Không, mặc dù các thành viên team số 2 còn lại là khá xa nhưng cũng không xa lắm đâu. Bị thì bắt đầu ngồi kê rồi. Kê lại vị trí này. Tí cây. Như anh em có thể thấy được rằng trên màn hình nhỏ của chúng ta thì các thành viên số 22 cũng ngửi thấy được cái mùi nguy hiểm. Vì thế họ cũng không mặn mà gì lắm. Ô, sao lại có ông nào để cờ Ấn Độ lại vào đây chơi này. Họ cũng không mặn mà gì lắm cho cái việc đẩy thẳng vào vị trí này. Trong đó các thành viên team số 2 đang người bị mắc kẹt ở đây. Nhưng có bị phát hiện hay không thì chúng ta cũng cùng chờ đợi xem. Đây là các thành viên của team, đây là các thành viên của team số 2. Ô, đặt shop luôn mà. Nó vào thành viên của team số 2 rồi. Một pha đặt shop để có thể làm một backup khá tinh tế từ vị trí của thành viên của tên Hàn Quốc 91. Ôi nhưng mấy ông ở team số 15 lại bắn vào các thành viên team số 2. Và cùng chờ đợi xem. Đây là vị trí của Tuấn Gaming. Đối đầu. Nó vào được một rồi. Và Tuấn Gaming vẫn có một thành viên ở phía dưới nữa. Một thành viên team số 20 ở phía dưới nữa. Tuấn Gaming có cho mình con xe. Nhưng mà lúc này người đồng đội của Tuấn Gaming thì cũng hoảng rồi. Thế là bị buồn cười chứ lại. Ô, ông Tuấn Gaming cũng xem livestream à? Thế à, sao biết là đứa con? Ông ngồi kê kết à? Lú thật là lú. Liệu có phát hiện được không? Vâng, lúc này cũng chỉ còn đúng một mình vị trí của Tuấn Gaming thôi. Ui, spam luôn không mà. Đối đầu kinh quá, nhấp nhạc kinh quá. À, lém vào mình sẽ làm quả một pha ném nết. Một ném nết Giro luôn. Rất tiếc đó là một pha ném nết trượt. Ông Tuấn Gaming này vẫn không biết là đối phương đang bơi vào. Một chút nữa thì ông mới biết là đối phương đang bơi vào. À, ông ơi. Ông ơi, xem livestream chắc luôn này. Ôi, không được rồi. Quay trở lại với những tình huống khác. Thì bây giờ vị trí của Tuấn Minh đang là vị trí của mép bỏ. Trong khi đó các thành viên team số 22 sau khi mất đi cho mình một thành viên thì họ đang đối đầu với các thành viên team số 15.
Muốn một pha đối đầu như thế này thì chắc chắn rồi, các thành viên team số 15 sẽ là những thành viên có lợi thế hơn khi mà cái góc của họ rộng hơn. Còn các thành viên team số 22 thì họ buộc họ phải tìm một lối di chuyển khác, hoặc là họ có thể dùng kỹ năng cá nhân để có thể bắn knock out một thành viên của team số 15 thì may ra họ có thể chiến thắng được có bắt. Rõ ràng là như vậy. Góc của team số 15 khá rộng. Và bây giờ team số 15 quyết định là bỏ và sau đó là tập trung chủ động di chuyển trong bỏ. Với được bo như này thì sẽ là khả năng cao bo cuối chúng ta, nhưng ở đây thì như đang có bắn nhau. Đây là các thành viên team số 12. Đây là Lù Gaming. Sẽ là đối đầu cho các bạn. Vâng, chưa hiểu bắn cái gì. Nói chung là bắn hương bắn hoa thôi. Chưa bắn mà kiểu bắn lốc ao được quả đấy thì mình nghĩ là nó cũng hơi hơi xa tầm với. Quay trở lại với những tình huống ở phía bên kia thì ở bên kia đang có bắn nhau rất to. Đây là vị trí của Thái Lù. Thái Lù là người bị nó vào rồi. Còn người đồng đội của Thái Lù thì đang ở một nơi cũng khá là xa. Chưa hiểu lắm. Có thể sẽ bắt đầu ở vị trí của này nè. Bật cốc 4 lên. Sấy nó vào. Và đâm xuống luôn. Bọn Huy sau khi mà liếm được cho mình một kill thì ngay lập tức đã đổi hướng di chuyển và để chắc cốp mình có mặt ở trong bỏ. Trong khi đó thì ở phía bên kia chúng ta team số 17 vẫn có đủ cho mình là 4 thành viên bỏ cho mình, chọn cho mình một căn nhà vệ sinh để có thể thủ ở trong này. Một trong những tình huống rất khôn ngoan đến từ các thành viên team số 17. Võ cũng đã có cho mình con số 9 kill, trong đó vị trí của Bố Béo. Vị trí của Bố Béo thì nó mất đi toàn bộ cho mình các thành viên. Toàn bộ cho mình các thành viên và chỉ còn vị trí của đúng của Bố Béo mà thôi. Như vậy ở chiến thi đấu thứ hai này thì Bố Béo sẽ là người gánh team. Nhưng có được không khi mà ở bên kia là rất đông các thành viên của các team khác. 31 player nữa và chúng ta còn lại cho mình là 12 team. Lộc Baby đâm vào. Bắn rất tốt đấy từ Bố Béo. Sẽ là quả nết. Tiếp tục một con xe. Và Bố Béo kết thúc cái mạng của Lập T Baby. Với trước mặt Bố Béo đang là vị trí của tranh sinh cùng với đó các thành viên của team số 14. Chúng ta cùng xem những màn xử lý của Bố Béo. Team số 14 thậm chí còn là đủ lại cho mình đó chính là 4 thành viên mà cơ. Chúng ta vẫn còn tận đến tận 12 team. Trong khi đó đảo qua vị trí này thì các thành viên của team số 18 đang va vào các thành viên team số 12. Sấy vào đến từ Thùy Trào. Tiếp tục xây vào. Ở team số 12 bắt buộc phải đẩy vào trong khu vực nhà lái trăng. Họ không biết thế họ phải đẩy trong khu vực nhà này khi mà khu vực nhà này cũng là một trong những khu vực ao bò. Nhưng Thùy Trào là người nằm lỗi và Thùy Trào là người phải nằm xuống đầu tiên trong tình huống này. Trong khi đó thì Kakao chúng ta ở phía sau xe. Nhưng mà bây giờ bị knock out rồi, ai bắn vậy, ai bắn đau quá vậy. Ui bắn đau quá, chú em anh ơi, chú em anh. Thằng này đi chơi ấy. À để bên. Đây là vị trí của Bít đây. Đang rất cố gắng cover những người đồng đội của mình. Vâng. Kakao bắn knock out một vị trí đó. Ôi tiếp tục là của Đê Bét bắn nữa. Kakao làm 2 sao? Đúng không? Đâu rồi? Kakao đâu rồi? Ôi lag của Kakao đâu rồi? Đây rồi, như vậy là Kakao làm hết. Kakao làm 3 bằng cổ DPS của mình. Wow. Có một cái mà các gamer đang rất bức xúc bây giờ là sức mạnh của DPS nó quá khủng khiếp ở trong các trận đấu bắn giải của PNPL. Một pha làm 3 mà gần như là không tốn một chút công sức nào cả. Nhấp và bắn. Ôi Bố Béo, ôi Bố Béo ông người phải nằm xuống khi mà các thành viên của team số 18 đang lao khu vực này. Trong cái đó các thành viên team số 14 cũng lao khu vực này. Như vậy là vô tình là hai team lại lao vào nhau. Đó, nhưng không sao cả. Khi mở đây thì các bạn có thể thấy được rằng là các thành viên team số 18 đã chiếm cho mình. Ui đau quá. Đau quá. Chiếm cho mình khu vực nhà này.
Nhưng bây giờ thì sao? Đập đập ảo kho, ném bom vào. Nó vào rồi. Như vậy các thành viên team số 4 đã chớp ngay cho mình thời cơ. Đây là vị trí của Piancian. Ngồi rất im nữa các bạn, các vị. Nó vào, tiếp tục là cổ đấy. Có thể làm nữa, lại ra là thêm 1 nữa rồi. Và đây là tôi đã biết, nhưng mà Piancian của chúng ta lại có ma cân 3. Nếu mà bắn DPS này thì chúng ta việc đéo nên chúng ta phải bắn các súng khác nhỉ. Ô phạt cân 3. Lúc này chúng ta vừa thấy một pha cacao bắn bằng DPS cân 3. Bây giờ chúng ta lại thấy một pha mà Piang Siang của chúng ta lại bắn DPS cân 3. Bao nhiêu súng không chọn, tại sao là DPS? Mà rõ ràng DPS bắn với cả DPS. Ông vừa phải nhá, ông vừa phải thôi nhá. Tôi nhớ mặt ông nhá, ông team số 17 đúng không? Và bây giờ thì hiện tại thì còn hai thành viên team số 18. Còn hai thành viên của team số 24, còn hai thành viên team số 15. Nhưng một thành viên team số 24 như sắp móc được các thành viên của team số. Ôi đúng không? Không được rồi, nó vào 1 rồi. Trong đó thì hệ lao thẳng vào vị trí này. Định lao vào căn nhà vệ sinh này chăng? Gì dạ? Nào chúng ta cùng đếm ngược nào. Chúng ta cùng đếm ngược lại. 6 bây giờ. Vâng, chúng ta không cần đếm ngược đâu. Chết luôn rồi. Vẫn còn lại cho mình 3 thành viên, 4 thành viên của team số 17. Và khả năng cao trong tình huống này thì các thành viên team số 7 lại là sẽ là người giành được chiến thắng. Knock out 1 và TK sẽ là người cuối cùng. Và team số 7 giành được top 1 trong buổi tối ngày hôm nay ở trận đi đấu thứ hai. Chúc mừng các thành viên của team số 17. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Ok, và rồi thì giờ mình cũng đã kết thúc cuộc hành trình của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Chúng ta chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình săn ấn. Chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình săn ấn. Cũng là hôm nay có ấy không nhỉ? Ấn nó có livestream không nhỉ? Nghỉ có một hôm, có biết ăn được livestream không?